À, cái chuyện này bình thường, nó tùy thuộc vào cái bản lĩnh của con chim Bắc Hưng Lê nhá, rất bình thường mà. Tại vì có rất nhiều con chim đánh cà phê rất hay, chơi rất nổi trội nhưng đi thi không được. Đó là chuyện rất bình thường. Cái cuộc chơi này nó rất là nhiều cái oai oăm mà nhiều anh em không biết được, phải không ạ? Có rất nhiều con chim đánh cà phê rất tốt, đánh không sợ một chim nào cả, nhưng đi thi móc số vào là rụng, không chơi được. Tại vì nó thuộc vào cái bản lĩnh và tố chất của con chim. Tố chất thì có nhưng bản lĩnh không có, mọi nhá. Cho nên mà con chim đi thi nó phải hội tụ được đầy đủ yếu tố. Đó là gì? Bản lĩnh, tố chất và độ lì thì chú chim đó mới đứng lên dàn để đi thi được. Tại vì sao? Con chim đi thi là con chim phải chịu rất nhiều áp lực từ xung quanh, từ những đối thủ đấu mình đấy. Cho nên là những chim mà tuy rằng có đấu nhưng không dám đánh, đúng không ạ? Cho nên nó rất là nguy hiểm. Và cái chuyện mà chú chim mà đi cà phê tốt mà đi thi không được là chuyện rất bình thường. Cũng giống như các bác mua chim mỏng thế thôi. Có nhiều anh em là hay mua chim ở trên YouTube, rồi một số anh em lục thủ hay quay clip lại, đúng không ạ? Cái đâu phải là con chim nào mà ngoài rừng chơi hay là vào lòng chơi tốt đâu, không phải. Nhưng những cái clip mà ngoài rừng chơi hay này, đây là một cái mốc và một cái để cho tất cả những anh em lục thủ người ta lấy, đó là cái điểm mốc để người ta hô giá một con chim, đúng không ạ? Cho nên rất nhiều con chú chim mà chơi ngoài rừng rất hay, nó rất đẹp, các bác phải bỏ số tiền nó rất là cao để mua những con chim đó, nhưng thực tế cuối cùng về chả chơi ra gì cả. Nó thật. Nhưng có rất nhiều anh em người ta mua những con chim gọi là vớ vẩn thôi, chỉ là 1 triệu mấy 2 triệu hay là bình thường thôi, chả gì. Nhiều khi con chim lại chơi rất hay đấy. Cho nên là những cái vấn đề đam mê này nó rất là muôn hình vạn trạng và nó không thể nói trước điều gì cả đấy, không thể nói trước điều gì cả. Cho nên là vấn đề mà chim hay giá rẻ là ở chỗ này, đúng không ạ? Chim hay giá rẻ đó là ở chỗ đấy, chả có gì khó cả. Và còn những con nó ở đứng giữa nó chịu được không được, bác Lê Toàn nhá. Còn những con nó hợp đấu biên bác ạ. Cho nên là một số anh em đi thi chim thế. Có nhiều anh em đi thi chim em thấy rất tức cười nhá. Tức là nuôi con chim nhưng mà không hiểu về tính nết của con chim mình. Có nhiều anh em nuôi chim thế, chăm chim, nuôi chim nhưng không hiểu tính nết của những con chim. Và cá nhân em là điều hành các hội thi em thấy này, có những anh em cầm những con chim đấu biên rất hay. Đó, có những anh em cầm chim đấu biên hay và khi đánh ở biên đánh rất tốt nhưng lại cứ ưng vào bên giữa. Đó, cái con chú chim nhiều con chim vào giữa đánh không được. Nó đánh nó rất là phập phù và nó đánh không ok bằng ngoài biên được. Thế nên là nhiều anh em mà nuôi chim nhưng không hiểu về chim mình gì cả. Đâm ra có nhiều anh em là thi chim cứ ưng vào giữa, đồng ý vào giữa đây là một cái lợi thế rất là cao. Nhưng nó phải phụ thuộc vào yếu tố và tính nết của con chim của mình. Đấy. Các bác nên hiểu rằng cũng có nhiều anh em đi thi ấy, cũng có con đánh giữa dàn rất ok. Không cần rời rời lòng nó vẫn đánh nước được. Nhưng mà cũng có nhiều con chim là nó phải rời chim cho nó. Tại vì có nhiều con chim nó không giữ được nước đấu lâu. Đấy, cho nên là nó phải di rời. Nó có chim mới thì nó mới đánh tốt. Đấy, có nhiều anh em là không hiểu về chim mình, cứ đò vào giữa. Nhưng mà vào giữa chim mình rụng ngay, không hiểu được cái tính nết của chim mình. Các bác nhá. Thầy cho em hỏi, em có con chim chơi nó không xỉa nhưng bị rùng mình và quyệt cầu. Và những con chim đó thì bác nuôi, thứ nhất là thể lực chưa đạt, thứ hai là con chim nó chưa căng lửa. Bác Windy nhá. Và tới 90% là nguyên nhân là bác nuôi nó chưa đạt phong độ, tức là nó đạt lực và lửa chưa được tốt. Đấy, chứ còn con chim nào nó cũng rùng mình cả. Bất cứ một con chim nào nó đấu đấu càng về khuya thì nó phải hay rùng mình. Tại vì sao? Tại vì con chim nó đấu á, thì càng về khuya, thứ nhất là thể lực suy giảm, nó cũng rùng mình. Thứ hai, đấu nhiệt quá thì con chim nó sẽ sọc sạch bộ lông thì nó cũng sẽ rùng mình. Cho nên bất kỳ một con chim nào mà đấu khoảng chừng từ 2 tiếng đầu lên bắt đầu nó sẽ rũ lông. Không có con chim nào không rũ lông cả, bởi vì nó là dòng lông vũ mà các bác. Em nói về cái nóc che nắng ấy, thứ nhất là nó có nhiều cái lợi thế các bác nhá, nhiều cái lợi thế. Thứ nhất là con chim nó khi các bác có thi tới trời nắng, con chim nó sẽ đỡ nắng hơn. Thứ hai là nó tiết kiệm lực, khi mà đỡ nắng thì nó sẽ tiết kiệm lực đổ một chú chim cho các bác. Và cái tiếp theo này, con chim nó không bị ảnh hưởng nhiều tác động của ngoại cảnh. Tại vì đặc biệt là hiện tại bây giờ đi thi kể cả giao lưu hay đấu trường thì đại đa số là các trường chim bây giờ người ta sẽ làm mái. Thứ nhất là để hạn chế về trời mưa và nắng nhiều, cho nên là các trường người ta thông thường người ta làm mái. Thế cho nên là chú chim khi mà có nóc cho nóc lồng ấy thì chú chim đó nó sẽ không ảnh hưởng nhiều về cái tác động ngoại cảnh xung quanh chú chim đó, nó sẽ an toàn hơn và nó sẽ dễ chơi hơn các bác nhé. Hưng Hoàng, anh ơi chỉ em cách chăm lại con chim ăn sâu đi anh, cắt 1 tháng sâu ra rồi, giờ chuyển cắm mát với điều như nào anh chỉ em với. Em đố các bác mà chăm con chim ăn sâu mà các bác nuôi lại được ấy. Em thật. Em đố ông nào mà nuôi chim mà cho ăn sâu mà nuôi lại được đấy, không bao giờ đâu. Các bác nhá. Đây là một số chiêu trò của một số anh em bán chim mộc nữa cơ. Đấy, tại vì sao?
Các bác để ý là những anh em mà bán chim bổi ấy, tại sao người ta kẹp chim vào đấu như ranh thế, đúng không? Cắn đùng đùng đùng, bu chào bu chụp cắn. Nhiều anh em không biết, nhìn vào bảo ui giời con chim ấy tố chất hay lắm, nhưng thực tế không phải. Thứ nhất là những con chim mà người ta mới đánh về ấy, anh em mà người ta bán hay bán bổi ấy, đó là người ta cho đầu tiên người ta về, người ta dậu sâu vào, người ta để đói, dậu sâu vào cho nó để cho chim nhanh tỉnh, ok chưa? Sau đó khoảng chừng 1-2 tuần, sau 1 tuần, có thể là sau 1 tuần để đó chú chim đó, sau đó kẹp vào bên chú chim để có bữa ăn ấy, đảm bảo cho chung chú chim bổi bao nhiêu nữa thì cũng bu chụp cắn lộn bung xòe luôn, để ăn đói quá phải ăn mà chim ăn cho nên bung xòe, để một số anh em dính chiêu là như thế nhá. Cho nên là những con chim ăn sâu và các bác nuôi rất là khó. Phân nát là do cám nhiều chất quá hả anh? Có rất nhiều nguyên nhân để mà con chim nó đi phân nát. Đầu tiên cũng có thể là do nó đau bụng nhá. Thứ hai, cám nhiều đạm quá, con chim nó ăn nó không hấp thụ hết được, nó đào thải ra ngoài bằng cái đường tiêu hóa cũng đi phân nát các bác nhá. Thứ hai, thứ ba nữa là con chim nó ăn nó không hạp cám, nó cũng đi phân nát. Đó là ba nguyên nhân để mà chú chim đi phân nát, bác Lưu Quân Văn nhá. Dạ bình thường bác, nên giờ nó đừng ngoái là được rồi, cứ lên giàn không ngoái là được. Ở nhà nó ngoái kệ nó, mà lên giàn không ngoái là được các bạn. Không có cái tật lỗi nào mà nặng nhất bằng cái tật lỗi mắc lên giàn không chơi, đúng không ạ? Đối với em thế, không có cái lỗi nào nặng bằng cái lỗi mắc lên giàn không chơi cả. Đấy, kể cả em điều hành một cuộc thi cũng vậy thôi, bất kể ở trên nào có xỉa lông nhẹ một cái vài cái mà nó đâu tốt, em vẫn bảo tổng tài cho qua thật, em vẫn cho qua đi. Vẫn còn hơn những con chim mà không xỉa lông, không tật lỗi nhưng mà xù hình mất bộ bỏ đấu, đúng không? Thái độ lơ là không được rồi. Phương Phát Đạt, anh ơi tiền không quan trọng, đi tuyển mộc nhà họ chơi như ma, làm nhất nhà, về nhà mình là đi test không chơi, đem trả lại thì đem lại như ma làm. Có lý thuyết nào gì đi tuyển chim chơi được như nhà họ, tránh được mua bán không giao kèo trả chim không nhận trừ lỗ nặng không ạ? Vấn đề này rất đơn giản, và hầu như là anh em đi tuyển chim mà đi mua chim đều chính phải, bất kể ông nào cả, đặc biệt là những bác mà chưa có căn bản về con chim, đúng không ạ? Em đã nói rất là nhiều lần, có nhiều anh em á bước chân ở nhà ra đi thì bảo là qua nhà ông A, qua nhà ông B đi mua con chim về chơi, đúng không ạ? Có thể các bác chơi ở đây nó có hai dạng, đó là chơi chim giọng và chơi chim đấu, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ hỏi rằng các bác được bao nhiêu người là chơi chim giọng? 10 người thì hết cả 11 người đều chơi chim đấu rồi, ở những anh em nghệ nhân ở Việt Nam mình, đúng không ạ? Bất kể một ông nào cũng thế, 10 người thì cả 11 người là bảo là đi tuyển chim về đi đấu, để đi cà phê, để đi thi, đúng không? Nhưng sang nhà họ thì lại không đặt cái tiêu chí đấu lên hàng đầu, mà lại đặt cái tiêu chí đẹp lên, cứ con nào màu lân yếm khít đấu đùng đùng là mua, đúng không ạ? Thế cho nên là các bác hiểu rằng bất kể một con chim nào các bác người ta nuôi trong nhà ấy, các bác kẹp chim vào nó đấu ngay. Chim nhà mà các bác để 2 con không đấu thì các bác để 3 con nó cũng đấu thôi, không chạy đằng nơi thoát được. Đấy, thế các bác cứ đi qua nhà họ là các bác không đặt tiêu chí đấu lên, đúng không ạ? Cứ con này màu lân này, con này yếm khít này, con này đấu kinh này, hốt, đúng không ạ? Điều đấy đó là điều sai lầm nhất của một cuộc chơi, đúng không ạ? Sai lầm nhất của cuộc chơi đó. Cho nên là mà đã sai lầm là cái giống chậu màu này nó quái này, các bác sai một ly là đi cả chục cây số luôn đó. Về nhà mình bắt đầu không chơi, cứ lấn vởn ra giàn thì đấu chẳng đấu, hót chẳng hót, cứ ăn với xỉa lông, có phải là nó chán không, đúng không ạ? Vậy thì cái tiền mất tật mang ở đây là gì? Cuối cùng các bác đem trả lại thì có phải là lỗ vốn, đúng không? Chẳng có ai chấp nhận cả đấy. Mà trong khi các bác mua chim thật mặt, xem tận nhà, rờ tận tay, ngó tận mắt, đúng không ạ? Thua đủ đường hết. Thế cho nên là các bác phải nên tinh ý rằng đã một con chim các bác phải đánh giá nó qua được cái hình bộ, khuôn mặt, chi tiết của con chim. Đấy, thì các bác mới đủ khả năng, đủ trình độ và các bác mới coi nó con chim hay được. Đấy, cho nên là các bác nên hiểu rằng chả có con chim nào hay mà giá rẻ cả. Tại vì sao? Tại vì tất cả một con chim người ta nuôi trong nhà, người ta đều biết được con đấy hay hay là con đấy dở. Hầu như thế, chỉ những ông là không bao giờ đi giàn hay là không bao giờ đi cà phê, ít rất ít thôi, hay là những người mà ta nuôi chim gọi là sơ sài, nuôi cho vui ấy, thì người ta mới biết, người ta mới không biết là những con chim hay trong nhà, đúng không ạ? Chứ còn bây giờ thì hầu như là tới 90% là anh em nuôi chim người ta đều biết chim hay hết, 90%, có thể 95% luôn,
người ta vẫn biết có chim hai trong nhà. Con đấy dữ, con đấy gấu, đúng không ạ? Đấy, cho nên là mà những con chim dữ, những con chim gấu thì làm gì có giá rẻ được, đúng không? Thế cho nên là mình vẫn hay nói thường thường cho anh em một câu thế này này. Cái sai lầm nhất của tuổi trẻ đó là mua chim giá rẻ về chơi, đúng không ạ? Đó là cái câu mình hay nói với anh em mà tất cả anh em mà hay giao tiếp với mình như thế. Không có bao giờ có chim hai giá rẻ được, chả có đâu. Trường hợp các bác mà những người biết chơi chim và mua chim của những người ta không biết chơi thì các bác mới có chim mà giá rẻ được. Đó, cho nên mình vẫn nói với anh em là sai lầm của tuổi trẻ đó là mua chim giá rẻ về chơi, đó là vì như vậy.